Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Con Tum, Đắk Lắk, tính đến chiều ngày hôm qua ngày 1 tháng 12 đã có tổng cộng 12 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, Phú Yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người với 6 người thiệt mạng và mất tích, gần 2.000 hecta hoa màu bị ngã đổ thiệt hại, gần 14.000 con gia súc gia cầm bị cuốn trôi, hệ thống thủy lợi hư hỏng nặng, hơn 17.800 ngôi nhà vẫn đang bị ngập lụt, trong khi đó, tại Bình Định đã có 3 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại sơ bộ khoảng 124 tỷ đồng. Hiện Bình Định đang ưu tiên khắc phục sạt lỡ nặng tại các huyện miền núi. Còn tại Đắk Lắk đã có 2 người thiệt mạng do bị nước lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường cầu cống trên địa bàn một số huyện bị ngập, gây chia cắt giao thông cục bộ.